rồi quay cướp gì đâu. Rồi tôi tới tôi đợi mẹ bầm bầm nè, tới đòi nợ. Nhưng mà bé nó đang đứng ở đây, bà cũng thể đến bà nói cái câu đó. Tôi tới tôi hỏi là mẹ con tới chưa, hỏi đàng hoàng nè, tháo ra đâu sợ gì đâu, cứ việc câu lai đi cho con. Ừ đó, tôi cho coi còn nhiều chuyện nữa, còn nhiều chuyện nói nữa, câu lai nhiều lên. Cô nói cái gì thì cô đi về với chỗ khác, cô nói là đời tháng con người ta. Tôi còn tham, con bình tĩnh khi tôi tới bằng vợ nữa ha. Đó, tôi nói thẳng vậy thôi. Mà sao cô đến đây cô nói những cái câu chuyện đấy để làm gì cô? Tới gì? Tự nhiên hả? Bức ông nói gì tôi trả lời. Mà sao đúng đầy không? Tháng bơ, đúng không? Hỏi thì mình trả lời. Đầy tháng con người ta mà cô đến cô quậy phá như vậy. Ủa đầy tháng chứ tôi đứng ở đây tôi mắc mớ gì? Cô đi ra chỗ khác đi thôi. Cô đi ra chỗ khác đi. Cô đi ra chỗ khác cô đứng đi. Đây là bắt tài xưa của cổ năm đó nha. Đi đồng hát chung với nó, hiểu không? Bây giờ con nói với cô này, hôm nay là đầy tháng bé bụng bụng. Thì bây giờ là đang đợi mẹ nó tới. Đầy tháng tôi cần biết đợi mẹ nó. Bây giờ mấy chục năm rồi, hiểu không? Mấy chục năm rồi trốn, bây giờ hả? Các cô không để đứng ở đây để làm những cái câu chuyện. Quay đi, cứ việc quay đi. Cứ nói nhỏ nhẹ kia hả? Bây giờ không có mẹ nó, hả? Kia cho số điện thoại mẹ nó đi. Cũng không cho. Bây giờ tôi đợi mẹ nó tới. Thì không liên quan, không liên quan gì bụng bụng. Nhưng mà tôi đợi mẹ nó tới, hiểu chưa? Cô không thể đứng ở đây để cô làm những cái chuyện đấy. Mấy người là gì? Mấy người đuổi tôi. Tôi không làm gì cả, nhưng mà cũng không có quyền chỉ mặt tôi. Là cái gì? Chả là gì cả. Không là gì thôi. Cái bà cũng chả là gì cả, bà đứng đây bà chỉ mặt người ta. Chỉ là YouTuber quay thôi chứ làm gì. Bỏ lần cây bỏ hết cho luôn. Nghe cây bỏ, mình bỏ cây là được rồi. Quên đến lúc cả cây vào này. Cả xong cái chú đốt đi qua luôn. Ông đừng có bỏ tao vô được rồi. Chọc tiếng chánh rồi anh em. Đây là ông Phương đúng không? Lát nữa mọi người xem video chấn động của tôi cho mọi người đó. Video của nó chấn động luôn. 8.000 có bác anh chị ơi, hãy chia sẻ mình sẽ lên 10.000 cùng mình nha mọi người. Hồi nãy giờ cái vàng hả? Vâng vâng mày. Hè xin thế. Tắt đèn chạy. Nó nổ đèn chạy hả cậu? Dạ không thầy ơi. Không phải. Tên khắp vô nhé. Vâng vâng. Vâng vâng rồi. Vâng vâng rồi. Vâng vâng rồi. Vâng Ờ chú Chánh cũng đang hỗ trợ anh Phương cả nhà ha. Cái nào có đốt thôi, để cỏ bỏ vô trước.
Được đó Phương, hợp lý đó Phương. Phương đang căng rồi đó. Phương phấn đấu là 3 năm tốt 2 lần đi. Đúng anh? Thằng này thấy anh Phương chưa có kinh nghiệm hay làm sao có kinh nghiệm hơn anh Phương ha. Chung là những cái nói chuyện chọc anh em. Chiều chọc anh Phương là mỗi năm luôn có một đứa cháu luôn ha, vui. Bốc ra Phương ơi, bốc ra. Không không không, để đốt vậy luôn chứ không có đốt. Để vậy luôn. Có chuyện rồi thì đốt luôn chứ. Sang năm là đi ồ ào gì đâu. Gia đình mà nó chia sẻ được nghe ngày vui của vợ chồng bùm bùm cẩn thận với con đấy. Cảm ơn món này là món gì hả? Món gì hả? Món gì hả? Chào bùm bùm nhá. Bùm với lại chị Lan sáng giờ rất là vui nha cả nhà. Chú vâng, chúng ta sẽ còn nóng cũ đây. À, chú đến sớm đấy ạ. Chúc mừng cái bùm bùm. Lúc này là khung cảnh là rất là vui. Hồng loát cười rất là rất được. Lại xe cầu nấm để thắp nhang nha, cái cầu nấm này. Đây là chị Lan với là cùng mình ra ngoài đón chú Lan của anh. Hôm nay là một ngày rất trọng đại, tập trung đủ cả cái gương mặt thân quen của gia đình. Bùm bùm vợ chồng bùm vô lên thành phố. Vợ chồng hồng loan nở nụ cười chú Hành. Làm ăn được phát tài phát lộc, một sung sướng. Cầu nấm thì phù hộ cho tất cả.
anh Phương đang phá bàn đó cả nhà, đúng với tiền với thằng bạn ha, là cúng xong đó nha. Bye-bye.